Sáng chủ nhật các bạn ơi, Panorama ở quận 7 nè. Cái này đặt nước ngoài, cái này unique ra cái hiệu của bên châu Âu. Xe gọn không? Gọn. Còn y như xe đi phố luôn ha. Chắc quay bởi em đặt. Xe gọn y như là mấy cái nút bán không thấy. Không thấy. Này mấy anh em đi Cần Giờ chơi, sáng đi chiều về. Đó. Dẫn đường nè, ghê chưa. Sơn Nguyễn, kiến trúc sư Sơn Nguyễn chạy Triumph Rocket, quá đẹp luôn. Rocket 2.500 nha, chứ không phải Rocket 1 giờ gì đó đâu. Kinh thiệt. 3 chiếc GS, 1 chiếc Tiger 900. Rồi đi đường nào Sơn Nguyễn ơi. À đi ra đây phải không? Rồi Sơn Nguyễn là chùm Cần Giờ, thổ địa Cần Giờ luôn. Ok. Phú Mỹ Hưng, quận 7. 9:30 sáng chủ nhật. Sáu chiếc ha, quá đẹp luôn. Anh hai chạy dưới đất ha. Ở đâu anh Tuấn? À anh Tuấn chạy dưới đất. Hello các bạn, hôm nay mình trở lại một vlog vui vẻ trong ngày các bạn. Hôm nay sáng chủ nhật ha, 9:30 sáng. Mấy anh em quá thằng chó. Chó với em Nhật. Hai con. Sáng chủ nhật các bạn, một cái tour ngắn ngắn tùy hứng của mấy anh em hả. Hôm qua bác sĩ Ngọc mời đi ăn trưa, xong rồi rủ sáng nay đi Cần Giờ chơi. Vì Sài Gòn Cần Giờ cũng sát bên thôi ha, vài chục cây. Thì có anh Nhật đang chạy trước mặt mình, là chạy GS. Bác sĩ Ngọc chạy GS. Rồi anh Tony, anh trai của bác sĩ Ngọc, anh Tuấn. Rồi mới rủ thêm Sơn Nguyễn nữa, là tổng cộng là 7 xe, 6 xe các bạn, 6 xe. Chạy đi Cần Giờ rồi có thể đi ra Vũng Tàu chơi chút rồi quăng về. Làm một tour cho nó nóng xe. Thì đây là bên quận 7 các bạn. Sáng giờ uống cà phê ngoài Starbucks. Bây giờ qua hướng quận 7. Đi về Nhà Bè. Sơn Nguyễn chạy chiếc Triumph Rocket. Nên đi chơi vui vui thôi, kệ quay cái vlog cho các bạn coi cái không khí ở Sài Gòn, rồi không khí ở Cần Giờ nó như thế nào, cho vui thôi. Tour ngắn ngẫu hứng các bạn, tour ngắn ngẫu hứng trong ngày. Ở đây là phường Phú Mỹ, quận 7 ha. Rồi quay đường phố Sài Gòn, đường phố Việt Nam cho các bạn nào ở nước ngoài nè, thích coi cái không khí ở Sài Gòn nha. Các bạn thấy chợ búa rồi hai bên ha. Ở đây là phường Phú Mỹ ha, quận 7. Rồi đèn xanh dành cho xe máy vừa phải. Mít nè các bạn, thấy đã không? Tư mít nè. À, wow. Sữa đầu nành nè. Ở Việt Nam là ăn uống là cực kỳ sướng luôn ha. Bước ra ngõ là có. Đây xe hoa, xe hoa.
xe hoa đám cưới. Chủ nhật chợ đông ghê chưa à, mấy khu buôn bán tấp nập. Sài Gòn chủ nhật các bạn. Trần Nguyễn Trêm Rocket, anh em đổ xăng ở quận 7. Cái chị đổ xăng là chị phải kiếm chỗ nào cao, một là chị lấy ghế chị đứng, hai là chị tranh thủ đứng trên mấy cục này mới đổ được mấy chiếc. Cứ đây bên hết chị. Đây huyện Nhà Bè nè các bạn ơi, huyện Nhà Bè. Bà con xếp hàng xe hơi thấy kinh khủng chưa? Lớp luôn. Đó, quá trời luôn ha. Sáng chủ nhật ở Nhà Bè à, bà con xếp hàng xe hơi ở đây đi qua bên phà. Rồi, 6 xe. Đây các bạn. Đó. Để một người mua, để mình Sơn mua. Chạy anh Tuấn chạy. Chạy. Ok, rồi chạy trước. Rồi. Phà Cần Giờ các bạn ơi. Ok. Ok, trời ơi, rocket. Quá ngầu luôn. Phà tay lấy cái bánh nè. Xe đó chứ đi qua bên Cần Giờ luôn. Rồi, lên luôn. Lên một phát luôn. Phà Cần Giờ. Cho xe máy ưu tiên đi trước xe hơi ha. Chết mồ đóng cửa rồi, mình đi chuyến sau rồi. Lỡ một chuyến phà rồi. À, lên đây. À, mở nhạc nghe thôi. Mở Tuấn Ngọc nghe thôi. Ai là áo Tuấn Ngọc mai này mình thích Tuấn Ngọc nghe. Trong đôi mắt anh em là tất cả. Đã chưa? Là niềm vui, là hạnh phúc em dấu yêu. Nhưng anh ước gì? Chờ được 5 tiếng. Lúc anh chưa bên được 5 tiếng. Lên phà các bạn. Đi qua bên Cần Giờ hả? Từ Nhà Bè qua Cần Giờ. Rồi chờ cái xe. Lên hết. Dư. Lên tầng trước. Rồi lên tầng chiếc rồi. Ồ, xe của anh hai thùng bự quá. Ok. Thôi đậu đây anh hai. Đây chuyến phà Cần Giờ các bạn. Phà Cần Giờ ha, đi từ Nhà Bè qua Cần Giờ. Đó. Thì đây phà nó nhanh lắm à. Chút xíu là có một chuyến liên tục như vậy. Phà này thì các bạn đi vừa xe máy vừa xe hơi được luôn ha. Đó, vừa xe máy vừa xe ô tô. Đi từ Nhà Bè qua Cần Giờ, các bạn đi có thể đi xuống Vũng Tàu, đi đường này cũng khá là nhanh. Mấy anh em đang đứng trên phà các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Xuống phà. Thì cái phà này chạy rất là nhanh, chưa tới 15 phút rồi. Từ bên Nhà Bè qua bên Cần Giờ hả?
vừa xe hơi vừa xe máy đi chung. Đi đường nhỏ này luôn à. Thị trấn Cần Thạnh. Rồi, đường Cần Giờ quá xá đẹp luôn. Anh em qua cầu Rạch Lá, ghê chưa? Rạch Lá quá đẹp nha, đường Cần Giờ. Anh em là thích đi đi nhẹ nhẹ, sáng đi chiều về, hoặc là xuống đây ăn hải sản đâu này kia ha, chạy cho nó đã. Mà ngắn ngắn thì Cần Giờ là tuyến đường hợp nhất ha, quá hợp lý. Có cà phê võng quá trời luôn nè. Mênh mông Cần Giờ, mênh mông đất đai còn bát ngang dưới này nè. Tiếp tục một cái cầu, cầu An Nghĩa à, cầu bay nè, bay nè. Đó đẹp quá, rừng nguyên sinh ở Cần Giờ, mấy cây đước. Các anh em đạp xe cũng rất là thích. Đó, bay mẫu cầu đứng lên bay luôn á. Đẹp quá đẹp luôn. Đường mới tinh luôn ha, mới tráng nhựa lại luôn nè. Đó, mới tráng nhựa lại luôn. Bên là rừng ngập mặn ha. Đường này đi review xe là hết sảy luôn ha. Review xe hơi rồi này nọ. Cầu Rạch Đông 2. Tiếp tục bay cầu nè. Bay. Yeah. Hết ga số à. rocket kêu hết ga số rồi. Đây bác sĩ Ngọc, wow, đứng lên ghê không? Bác sĩ Ngọc cao lèo khèo đứng trên chiếc GS. Đây các bạn thấy đường Cần Giờ đẹp không? Đẹp nhất là hai bên là rừng và cái giải phân cách ở giữa hai cái làn đường, trồng hoa, trồng cây thông rất là đẹp, hoa giấy. Đây, rocket 2.500 phân khối của Sơn Nguyễn. Quá xa đẹp luôn, ghê không? Mới mua cái nón Arai XD, tông xịt tông luôn, đỏ trắng đen. Chiếc này là 2.500 phân khối nha các bạn. Hiện tại đây là chiếc mô tô phân khối hiện tại là lớn nhất trên thị trường luôn. Có chiếc nào lớn hơn 2.500 phân khối không Sơn? Có không? Không, mô tô á không có không? Hết rồi đúng không? R18 là
là 1.800 là cao thuộc loại bậc nhất rồi phải không? Xong rồi tới con này là hết. Rocket 2500 của Triumph. G cao. Nhảy một cái là xẹt bánh luôn. Cầu dần xây là xây dần dần á. À, cầu dần xây là xây dần dần. Ở đây đặt tên rất là thực tế. Cần Giờ cũng thu hút rất nhiều anh em đi xe đạp ha. Hàng tuần hay đạp xuống đây. Không khí trong lành. Đây là một cái rừng ngập mặn. Nó giống giống như mũi Cà Mau vậy đó. Thôi giấy đẹp quá. Không trồng cái loại cây gì, cuối cùng trồng cây hoa giấy là vẫn có hoa quanh năm suốt tháng. À, rực rỡ nhất, dễ trồng nhất, sắc màu đẹp nhất. À, hoa giấy vẫn là muôn năm. Còn giờ rất đẹp các bạn ha. Các bạn mà thích cuối tuần là một cái chuyến ngắn thì ô tô hoặc là để xe đạp ha, với anh em bạn bè thân thiết ha. Thì đây là một cái nơi mà rất thuận tiện, rất là hợp lý để các bạn đi sáng đi chiều về. Đường chạy rất là đã ha. Có đoạn đẹp, có đoạn thì không được đẹp lắm ha. Chứ không có, không có gọi là xấu lắm thôi ha. Nhưng cái đoạn này thì họ chưa trải nhựa đó, chưa trải nhựa láng cho nên là vẫn còn đá mi. Nhưng mà không có dài lắm ha. Những cái đoạn đẹp thì nó nhiều hơn những cái đoạn chưa được đẹp lắm. Cho nên đối với GS hoặc là những chiếc mô tô khác thì mình nghĩ là đây là cung đường tuyệt vời. Thân thang luôn, một bên là ba làn xe. Ngắm hoa giấy suốt tiếng luôn các bạn ha. Hoa giấy là một loại hoa mình nghĩ là dễ trồng nhất. Nở hoa có thể quanh năm, đủ sắc màu luôn các bạn. Ngày xưa thì hoa giấy có một màu, hai màu. Bây giờ họ ghép đủ thứ màu hết ha. Rất đẹp ha. Và hoa giấy là một loại hoa nó chịu nắng, không cần tới quá nhiều nước, cho nên là khá dễ trồng. Mình đang chạy đứng nãy giờ các bạn. Rất thích chạy đứng. Trong 6 chiếc này có 3 chiếc GS HB là xe mình, xe bác sĩ Ngọc trước mặt nè, là xe anh Nhật, rồi một chiếc Tiger 900 của anh Tony, và chiếc Ram Rocket của Sơn Nguyễn, chiếc đúc 360 của 390 của Tuấn nè. À, anh Tuấn chạy luôn rồi kìa. Đây một cái tuyến đường có lẽ là rất đẹp, rất thích hợp cho các bạn đến đây chụp hình check in. Cần Giờ các bạn ơi, Cần Giờ có nhiều chỗ các bạn có thể xuống đây chụp hình check in ha. Sống ảo, sống ảo sống thật thì cũng được các bạn. Rất là đẹp. Và đây là cái rừng đước, rừng ngập mặn ha, rừng toàn là những cái đất ngập mặn, bây giờ nó cao lên khá đẹp. Ở đây có các bạn trẻ chụp hình, các bạn thấy không, chụp hình với những cái cây đước rất là đẹp ha. Đây 6 chiếc xe của 6 anh em ngẫu hứng sáng chủ nhật, là một tour mini các bạn. GS Triumph
ba chiếc CS, một chiếc tre, hai chiếc tre âm các bạn. À. Đây các bạn coi mấy anh già sống ảo nè, ghê chưa? Anh già sống ảo nè. Sơn Nguyễn đẹp trai, con bà hai, rocket, ghê chưa? Quá bảnh luôn. Trời. Tiếp tục. Cần Giờ. Đó. Đã chưa? Rồi chạy. Đắc Ngọc có cơ hội tập đứng không? Ơi. Không có đem. Em chạy bên trong nha, tại camera đặt bên ngoài. Em chạy bên trong lề á. Câu mổ cổ. Ồ, nhiều cái tên. Đó. Nước rút nè. Ở đây là sình không ha, ở đây cua nhiều lắm nha. Bùng sình nè. Và mấy cái cây đước rất là đẹp mà. À, tôi này mới đổi xe phải không? À, tôi này không khí trong lành ở huyện Cần Giờ. Còn Sài Gòn vẫn còn cái rừng quá đẹp ha. Quá đã luôn. Cỏ chết hai bên đường. Ồ, có quán ăn trong này luôn. Hết đường. Wow. Khá đẹp ha. Trời, giỏ xe nè. Quá trời giỏ xe luôn. Cần Giờ các bạn ha. Rất là trong lành. Một cái rừng ngập mặn. Rừng nguyên sinh. Vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào ha. Chưa có sự can thiệp cũng như là làm dự án. Chưa có sự xâm lấn của con người. Cho nên là các bạn xuống đây các bạn sẽ thấy được cái gì nó rất là nguyên sơ, rất là đẹp, rất là nhẹ nhàng. Đây là một cái tour cuối tuần mình nghĩ là các bạn nên đi, không những nên đi một lần mà nên đi thường xuyên ha, tại vì nó rất là nhẹ nhàng. Từ Sài Gòn xuống đây có chút xíu là tới thôi. Đường đi các bạn rất là dễ ha, nó Google gõ Cần Giờ mình nghĩ là ai cũng biết ha. Đây chiếc xe Miami Rider đang đậu cái bờ kè các bạn. Anh em vô đây chơi chút. Uống miếng nước. Ở đây cũng rất nhiều người ta đi chơi thuyền, chơi cano, chơi cái theo biển ở đây nè các bạn ha. Cái bảng bán hải sản sai chính tả gọi là sai gọi là sai kinh điển luôn ha các bạn ha. Hải sản là hải là dấu hỏi. Sản không có chữ G vẫn là dấu hỏi ha. Bây giờ thành
Hải này là hải hùng nè, sản là mới có sản là gọi là sản gì đây. Rồi, đó là những cái bản rất là chất phát của những người dân ở đây ha. Rất là mộc mạc chất phát. Đây là cái rừng đước các bạn. Những cái gốc đước, những cái bộ rễ đước này rất quen thuộc đối với mình các bạn. Hồi xưa mình ở ngoài quê, phía sau đìa, sau nhà mình là những cái bụi đước này. Đầm thủy triều các bạn ha. Cua rất là nhiều, hồi xưa mình đã từng đào cua, mò cua bắt ốc dọc cái đầm thủy triều phía sau nhà, nó cũng tương tự như vậy. Cho nên những cái cảnh ở đây mình rất là quen thuộc. Gợi về một cái ký ức tuổi thơ, những cái hình ảnh sình lầy và những cái bộ rễ của những cái bụi đước không xa lạ gì đối với mình các bạn ha. Cực kỳ quen luôn, cực kỳ quen thuộc. Rồi các bạn thấy cá không? Đó, mấy con cá nè. Đây, anh em tấp vào một cái quán làm ly cà phê chém gió. Đây. Chào bà chị. Chủ quán. Đây mình quay mấy con cá thòi lòi cho các bạn coi nha. Ở đây là đặc sản luôn, ở Cần Giờ luôn. Và ban ngày hiện tại là nước nó rút xuống thì các bạn sẽ thấy cá thòi lòi nó bò lên. Đó. Cá thòi lòi. Đó các bạn thấy không? Nó chui xuống lỗ ha. Rất là nhiều. Và cái chị quán ở đây chị nói là ban ngày bắt nó không được, phải ban đêm. Ban đêm mới bắt được các bạn. Trời nó bò nhìn đã lắm. Đây một con các bạn thấy không? Mình đập một cái cho nó chạy xuống nha. Đó, các bạn thấy. Ồ nó dậy rồi thấy không? Đó. Hầu cá, hầu cá. Hầu cá thòi lòi cho nó chạy mình quay phim. Nhiều lắm các bạn thấy không? Cái lỗ chút là toàn là hang của cá thòi lòi á. Đó, con này vừa sống trên không cần nước và khi mà nước nó ngập lên thì nó vẫn sống ở dưới. Vừa trên cạn mà vừa trên nước được luôn. Cá thòi lòi này kho là hết sảy luôn các bạn, nó cũng giống giống như con cá bóng vậy ha. Quá trời luôn, nó chạy nó chui xuống hang phẹt đây cua nữa nè các bạn ha. Thấy cua không? Mấy con chút nó cũng xuống hang rồi. Đó. Cá thòi lòi nó chạy nó bò nhìn đã lắm. Đây. Con nó chui mới chui xuống hang á. Cua nó đang bò các bạn. Có nhiều con nó dựng cái mang của nó lên đẹp lắm. Ồ đây có con cá gì độc lắm rồi các bạn. Hai con mắt đó kìa. Đây, ốc quá trời ốc luôn, không biết ốc len hay ốc gì đây. Ốc len xào dừa. Ồ, có hai con nó chuẩn bị đá nhau nè. Đá không? Hai con nó gừ nhau nè. Đó, đọc chưa? Cá thòi lòi rồi các bạn. Hai con nó đang chơi với nhau nè. Nãy mình đòi cái nón E9 nè các bạn. AZV-E9 ha. Cực kỳ hài lòng. Đó. Rất hài lòng luôn các bạn. Nhẹ ha. Êm. Cái tầm nhìn rộng. Cái view mà nhìn rất là rộng và thoải mái cực kỳ luôn, không có cấn đầu. Rất thoải mái. Hài lòng mỹ mãn luôn. Nón đang có bán tại Mai Nguyên Rider Store nha các bạn. AS9 mình đã review chi tiết rồi. Tour chém gió Cần Giờ chuẩn bị quay xe tính đi Vũng Tàu nhưng mà thôi hai cũng có việc cho nên nó bắt đầu quay xe các bạn. Nói với tôi một lời, lời ấy sẽ theo thời gian trôi. Nói với tôi mới cho gia nhập một nữ biker từ Hà Nội các bạn. Nữ biker Hoàng Anh bản số 29.
Sơn Nguyễn dẫn đoàn. Rồi, Sơn Nguyễn dẫn đoàn. Ok, chạy chậm chậm chờ Nhật ha. Cần Giờ, Cần Giờ. Đây, bác sĩ Ngọc. Bác sĩ Ngọc ghiền đi lắm. Bắt đầu thích chạy đứng rồi thấy chưa? Đó. Chạy quay bác sĩ Ngọc với những cây cỏ lau ven đường nè. Đặt cái camera bên dưới. Cầu bay, yêu. Vừa chạy vừa nghe nhạc tình ca dịu hương đã quá. Cần Giờ các bạn, hai bên là cái rừng đước ha, rừng ngập mặn. Đây anh Tori đang chạy chiếc Đúc 390 đúng không? Đây anh Tuấn đổi xe chạy chiếc Triumph 900, anh lộn, chiếc Tiger, Triumph Tiger 900 full 3 thùng. Mới cho gia nhập một nữ biker đến từ Hà Nội rồi các bạn, Hoàng Anh, ghê chưa? Hoàng Anh bản số 29 chạy chiếc cào cào, ship xe từ Hà Nội vô Sài Gòn luôn. Sơn Nguyễn dẫn đoàn ghê thiệt. Rocket 2500 phân khối. Hoàng Anh chạy chiếc cào cào nhìn rất là hợp luôn. Rất là hợp. Đã không? Cào cào Yamaha. Rồi lên. Quá đẹp. Quá đẹp. Quá xá đẹp luôn. Oh, đi 6 mà về 7 ghê ha. Đi 6 ông mà về 7 người các bạn. Đi 6 về 7 lượm được một nữ cao cao Hoàng Anh. Quá dữ luôn. Đợt này 6 anh đi trúng rồi. Đi 6 về 7 là trúng rồi. Đi có lời rồi. Rồi ra lại đường chính các bạn ơi. Đường con đường chính ở Cần Giờ. Ra đây các bạn ngắm hoa giấy ven đường rất đẹp. Đó. Bác sĩ Ngọc là túc trực ở nha khoa Tân Định từ thứ hai tới thứ bảy. Chủ nhật là sổ chuồng. Ồ, đội hình đẹp quá, đội hình đẹp. Đội hình đẹp quá. Lá rụng nó trời ơi đẹp. Hôm nay là đủ loại xe luôn ha. KTM có, Triumph có, Yamaha có, BMW luôn. Đủ hết. Đúc 390 KTM. Rồi bác Ngọc tập chạy đứng đi. Hai cái đầu gối ôm vô cái bình xăng. Ừ, chồm tới trước.
tạo ra một cái thế giống như là đang chồm tới, đang muốn bay lên vậy đó. Đây, nữ cao cao Hoàng Anh, đã chưa? Bạn này từ Hà Nội vào các bạn, xếp cái xe vào luôn, đi Cần Giờ chơi một mình à. Đó, xong rồi mấy anh em rủ đi về luôn, về chung. Chiếc này cũng dễ thương ha, nhỏ nhắn dễ thương. Các bạn thấy ngầu không? Rocket chạy đâu mất tiêu rồi. Không khí trong lành, sạch, đẹp. Ở đây có mấy chỗ bán trái cây nè. Đó. Đặc biệt là dừa, dừa thốt nốt. Đó, quá ngầu luôn. À, chạy đứng đã lắm các bạn ha, mình rất thích chạy đứng. Sáng nay anh em đi một vòng ngắn rồi các bạn, đi Cần Giờ. Lúc nãy tính đi Vũng Tàu luôn, nhưng mà xuống tới uống cà phê rồi chém gió chút xíu rồi thôi anh em quay về. Tại vì có một số anh bị bận, bị bận chiều còn chở con đi học nữa, cho nên là thôi quyết định quay về. Thì anh em vừa ra quay về thì gặp bạn này, bạn Hoàng Anh, thì hỏi thăm thì bạn từ Hà Nội vào, gửi xe này vào Sài Gòn đi chơi. Bây giờ bạn cũng quay lại về lại đi một mình thôi, đi từ Sài Gòn xuống. Hoa giấy đẹp quá các bạn, hai bên đường đẹp. Đi từ Sài Gòn xuống Cần Giờ, rồi giờ đi về một mình thôi, anh em rủ chạy về chung luôn. Đó, chiếc xe nhỏ nhỏ này mà đi Tây Bắc là đã lắm các bạn ha, nhìn rất là năng động. Cái phuộc nó cao, cái vàng nhúng nó đã lắm á. Ở đây là đường mênh mông các bạn, tha hồ ha, tha hồ chạy. Một bên tới 3 làn xe và không có xe hơi, không có xe tải, không có nhiều người đi. Nói chung là đường giống như đang đi ở trong rừng vậy, mà đường lớn nên rất là thoải mái, rất là thoáng. Cần Giờ cũng có rất là nhiều quán ăn hải sản ngon các bạn ha. Bạn xuống chạy thẳng ra nữa, ra cái khu biển đó, rất là nhiều quán ăn sẽ ngon. Ngày hôm nay anh em không có đi ăn, đi một vòng chơi vậy thôi, đổi gió, cho nên là đi một vòng tới đó rồi quay đầu về rồi. Qua luôn, qua mặt sân Nguyễn luôn. Rocket hả? Rocket 2500 phân khối đúng không? Yamaha cào cào nhảy luôn. Chiếc Triumph Rocket này hiện tại là chiếc xe mô tô phân khối lớn, gọi là có phân khối lớn nhất trong các thể loại xe mô tô các bạn. Harley Davidson cũng không có chiếc nào lên tới 2500 phân khối ha. BMW hiện giờ thì R18 là 1800 phân khối và chiếc K16 là 1600. Còn chiếc xe GS mình đang chạy là 1250. Chiếc 2500 phân khối là chiếc xe gọi là có phân khối lớn nhất hiện nay trên thị trường xe mô tô. Ghê không? Kiến trúc sư Sơn Nguyễn đẹp trai con bà hai.
mới mua được cái nón tông xẹt tông, đúng bài luôn ha, quá đỉnh. Đã lắm các bạn, lâu lâu buông bỏ Sài Gòn ha, chạy xuống đây hít thở một cái làn gió mới, với không khí trong lành của cái rừng nguyên sinh, rừng ngập mặn, hít một chút cái mùi nước biển các bạn, rất là thú vị ha. Đó, có mấy đoạn đường này họ đang trải nhựa nè, sắp tới là khu này đẹp lắm, đường thẳng băng rộng tha hồ chạy. Như mình hay nói trong các video thì chơi mô tô nó rất là nhiều cái thể loại các bạn, rất nhiều thể loại. Thì cái chiếc bạn Hoàng Anh đang chạy là một cái thể loại giống như kiểu xe cào cào off road ha, đó, rất nhiều thể loại. Thì mình đang ấp ủ mình sẽ làm một cái series vlog về chủ đề gọi là chuyện mô tô, mình sẽ nói về toàn bộ cái thú chơi này, để có thời gian mình sẽ làm cho các bạn nào mà mới chơi, các bạn sẽ có một cái hình dung cao cao Yamaha đây, anh Nhật chạy chiếc GS1250HB giống y chang xe mình làm là cái tem cho nên nó hơi khác chút xíu vậy thôi, chứ thật ra nó là một. Giờ mình đi thẳng đường này ra là tới lại bến phà, rồi mình đi phà về lại Nhà Bè, và từ Nhà Bè về trung tâm Sài Gòn. Triumph Tiger 900 màu đỏ ha. Hãng Triumph cũng có rất là nhiều dòng xe ở mọi phân khúc luôn. Thì chiếc Tiger là dòng Adventure, nó cạnh tranh trực tiếp với dòng GS của BMW. Đường đẹp không các bạn, thấy đã không? Cái đoạn này mới cán nhựa nè, mới cán nhựa đẹp. Quá xa đẹp các bạn ơi, mỗi không khí hoàn toàn trái ngược với đô thị đông đúc ở trung tâm Sài Gòn ha. Một khu rừng nguyên sinh, khu rừng ngập mặn, Cần Giờ được ví như cái lá phổi của Sài Gòn ha. Nếu mà sau này Sài Gòn mở rộng thì Cần Giờ sẽ là một cái huyện, quận huyện sát bên thôi, nhưng mà nó rất là trong lành. 12 cây số nữa là tới phà Bình Khánh từ chỗ này. Họ đang cán nhựa lại cho nên là các bạn thấy mấy cái đoạn này siêu đẹp. Nữ biker này chạy cứng lắm á nha, từ cái thế ngồi cho tới phong cách rất là điềm tĩnh ha. Đó. Chạy khá cứng các bạn. Đây bác Ngọc, mấy anh em mới ghé uống cà phê. Đó. Anh em về lại phà các bạn ha. Về lại phà. Xe máy 4.500.
À, 4.500 một xe. Người đi bộ đi xe đạp 2.000 đồng. Còn nếu mà xe máy mà chở người ngồi sau là 6.500 đồng các bạn ha. Đây là cái giá của phà Cần Giờ ha. Đó, đi qua phà các bạn. Bác Ngọc trả tiền hả? Dạ, bác Ngọc trả giùm em luôn nha. 4.500 nha bác Ngọc. Dạ, dạ, dạ. Rồi, cảm ơn bác Ngọc đã trả tiền qua phà. Ơi, lên phà các bạn ơi. Quay đầu vào bờ. Hôm nay anh em đi ngắn ngắn thôi. Một chuyến đi ngắn đổi gió. Vui vẻ đổi gió cuối tuần. Đang nghe nhạc bằng cái loa JBL. Các bạn thấy đã không? Ồ, mình đi chuyến sau hả? Khủng vậy hả? Viên đã có tình yêu không? Mở nhạc cho nghe nè. Em hỏi tôi viên đá có linh hồn không? Linh hồn tôi nay là đá sỏi, nhưng đã nằm khổ đau với tình yêu em. Biển mênh mông các bạn, biển Cần Giờ. Em chưa bao giờ biết. Úi xời ơi. Lên luôn, xe hơi không à các bạn. Quá trời xe hơi ha. Rồi ngồi đây tiếp tục nghe nhạc các bạn ha. Từng phút giây là lúc nào cũng phải vui, lúc nào cũng yêu đời và lúc nào cũng sống với âm nhạc ha. Thoải mái các bạn ha, rất thoải mái, rất vui vẻ. Đây xe Bác Ngọc nè, chơi nguyên cái thùng nè. Ghê, có đựng cái gì trong đó Bác Ngọc? Quá trời quá đất. Trời, có đèn, có đồ, dây thùng vậy đồ. Gắn đủ hết logo. Dữ luôn. Rồi, biker lên tàu, lên phà bắt đầu. Mình là coi như mình đang lái phà nè. Đó, uốn uốn uốn, phà chạy, phà chạy. Ủa cái cầu gì chưa hợp long rồi hả bác Ngọc? Cái cầu gì mà đang xây kìa? Hả? Hả? Cầu gì? Cầu gì bác Ngọc? Hả? Không, cái cầu đây nè. Bình Tân hả? Hả? Bình Khánh hả? À. À, còn Bình Khánh đang xây. Ồ. À, phà Bình Khánh, cầu đó cũng cầu Bình Khánh luôn. Đó, các bạn đi du lịch với mình ha. Mình đi chỗ nào cũng như tờ giấy trắng hết á. Cho nên các bạn sẽ cùng với mình khám phá những cái khu mới ha. Thật ra thì đó, như cái cầu đó mình cũng chưa biết ha. Giờ mới biết nó là cầu Bình Khánh đang xây, chuẩn bị hợp long. Còn đây là phà Bình Khánh. Đó, một cái phà đây 1, 2, 3, 4, 8 chiếc xe hơi và mấy chục cái xe máy đó. Cũng rẻ ha các bạn, có mấy ngàn đồng mà ha. Quá rẻ luôn. Không biết chạy như vậy tiền đâu mà đủ đổ xăng nữa, đủ đổ dầu chạy nữa. Ký ức không rời xa, trong cánh bay về đâu. Rồi, tiếp tục các bạn ơi, anh em chia tay hết rồi. Giờ mình vừa nghe nhạc mình chạy về nhà ha, một cái buổi chiều Chủ nhật. Đó, mình khi mình chạy thì mình chỉnh cái chế độ, cái loa nó phát ra cái tai nghe của mình ha. Đó,
rất là đơn giản các bạn. Nhạc thì mình phát qua cái từ cái điện thoại ha, mình muốn ra loa hay là mình muốn ra cái tai nghe trong cái nón bảo hiểm là giờ mình chỉnh cái là qua liền ha. Rồi giờ mình về một mình, mấy anh em chia tay hết rồi, qua khe phà Bình Khánh. Một buổi lòng vòng của cà phê chém gió rồi đổ gió các bạn ha. Chờ... nghe nhạc đã quá các bạn ơi, hay quá hay luôn. Cái cadeau mình gắn là cái loa JBL ha, xuất sắc luôn. Đang nghe Don Hồ hát nhạc dịu hương, quá phê. Ở đây vẫn là Nhà Bè các bạn. Bây giờ mình về cà phê 42 kiếm gì ăn ha. Sáng giờ mình chưa ăn gì, mới ăn một cái bánh ở trong cà phê Starbucks ở bên quận 7 ha. Đây cầu Phú Xuân 2 các bạn. Lắc xịt nè các bạn. Lắc xịt RX350 nè, hoàn toàn mới ha. Vừa ra mắt luôn, đã có xe lăn bánh trên đường phố rồi nè ha. Đây. Lắc xịt RX350. Hoàn toàn mới ha, 2023 ha. Chiếc này chắc mới là một trong vài chiếc đầu tiên ở Việt Nam nè. Mới vừa mua. Mẫu mới. Tới trung tâm Sài Gòn rồi các bạn. Đây hướng từ quận 4 qua quận 1, đây là cầu Khánh Hội ha. Các bạn thấy xe bus quá trời ha. Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đây là bến Nhà Rồng ha. Và đây là những cái tòa nhà chọc trời. Tòa nhà Betico, và đây là cái tòa nhà gọi là số phận rất là long đong các bạn. Đây, bến Bạch Đằng. Các bạn thấy đẹp không? Đó. Chỗ này bây giờ trở thành một cái nơi rất nhiều bạn trẻ ra đây dạo phố rồi tản bộ rồi chụp hình check-in vào buổi chiều các bạn, hoặc là buổi sáng sớm ha. Phía bên tay phải mình nè. Nhìn qua cái cầu Thủ Thiêm 2 rất là đẹp. Cầu Thủ Thiêm 2 sẽ đổi tên thành cầu Ba Son. Ở đây là cái công viên trước bến Bạch Đằng. Hồi xưa thì nó hơi lộn xộn, nhưng bây giờ được quy hoạch lại thành một cái công viên cực đẹp các bạn. Rất đẹp, rất thoáng. Trước mặt các bạn đây là ga tàu cao tốc Bạch Đằng. Người nước ngoài ta đi du lịch nè. Sài Gòn bây giờ rất đẹp. Bạn đứng ở đây các bạn chụp qua bên Thủ Thiêm, bên cái cầu gọi là cầu Ba Son, cầu Thủ Thiêm 2 á. Buổi chiều mát ở đây rất là đẹp. Đây tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Đây là vị trí kim cương. Có cái lư hương. Nhìn rất là trang trọng ha. Cái mặt quẹo ngay cái bùng bên này về Hai Bà Trưng. Ừ.
Chỗ này có một cái khách sạn 5 sao Hilton các bạn, khách sạn này Hilton. Sạn này sẽ khai trương trong thời gian tới ha. Chỗ này vị trí siêu đắc địa ở đất Sài Gòn, trước bến Bạch Đằng. Còn một cái miếng đất vàng đang rào hàng rào ở đây nè, đèn đỏ. Đây cái tiệm anh Thái Công nè, tiệm Thái Công mới mở ở đây các bạn. Em Thảo, người thiết kế và người hay làm căn hộ cũng như là làm cửa hàng cho mình, Thái Công một phần cái văn phòng của anh Thái Công nằm ngay sau lưng nhà hát thành phố và xéo bên khách sạn Bạc Hai Giác. Rồi mình chạy về cà phê 42 kiếm gì đó ăn. Trung tâm Sài Gòn các bạn, đây Hồ Con Rùa và đây là Diamond Plaza. Đây là cái khu gọi là rất quen thuộc đối với mình ha. Mình ngồi ở cái vòng xoay Hồ Con Rùa này hơn 20 năm nay rồi. Ngày xưa là ngồi đây làm việc suốt các bạn. Một cái nơi đầy ký ức ha đối với mình từ lúc vô Sài Gòn. Ở đây cái cửa hàng xưa Mai Nguyên có cửa hàng ở đây rồi mình sang lại rồi. Giờ nó gần ở trên Võ Thị Sáu quá, Võ Thị Sáu lên đây một cây số thôi. Ở đây là quán cà phê quá quen thuộc. Ok. Đây mình ghé cà phê 42 quen thuộc, mình làm một dĩa cơm bò. Đó, cơm chiên dưa xào bò. Nước tương. Và một ly trà chanh, trà đào, chanh xả các bạn. Đó, ngay Hồ Con Rùa. Rồi, mình kết thúc vlog này ở đây. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.